Thì ông Võ Đăng Cung ông ấy, thế thì nhân ra tôi mới hỏi ông, theo anh đó, anh nghĩ thế nào Công giáo Việt Nam, công với tội của Công giáo Việt Nam ra sao? Nào, thì ông ấy nói là thì là tội nhiều lắm, Đúng rồi, và tội ông nhiều công lắm, nhận không thích công giáo à. và ông ấy đặt một vấn đề cũng hay lắm. Ông ấy bảo rằng thì là khi mà Vatican có một cái sai lầm vô cùng sai lầm, tức là phong thánh cho 117 vị vị thánh tử đạo, không ạ? Cái điều đó chứng tỏ rằng 117 vị này là những tên biệt tích đã nằm trong các triều đại vua Việt Nam. Họ là những tên đi đầu mà chống đối, nó là những cái hạt nhân mà để mà nó gieo rắc một cái niềm tin để mà chống lại cái nhà nước. Cho nên Minh Mạng tự tự Đức tự Điếc mới phải mang nó ra để mà đàn áp, và chính mang ra đàn áp để nó lấy cớ để cho quân Pháp vào Việt Nam chiến đấu. Thành ra cái chuyện mà ông Võ Đăng Cung ông có nhận xét rằng thì là khi người ta phong thánh thì người ta phải có cái hồ sơ án lý từng trường hợp, Đúng không ạ? Bao nhiêu đây làm hầm và làng 117 vị, chưa bao giờ mà thấy làm một cái chuyện nó kỳ cục như vậy cả. mà các thấy ở trong công giáo các nước khác cũng đâu có cái vấn đề mà phong thánh như vậy đâu Vâng. đấy. Mà bao nhiêu cái có cuộc kháng chiến, mà cái mới đây nhất đó là ông Trương Trương Bửu Diệp, Đấy. bên công giáo đó họ rất tin là ông Trương Bửu Diệp cầu xin được cái gì được cái điều đó, thì cái chuyện đó cái là tâm linh chúng tôi không đặt tới. Nhưng mà ở đây này có hai tổ chức Trương Bửu Diệp đấy, cái tổ chức này lên nói xấu tổ chức bên kia, tội nghiệp ông cha Trương Bửu Diệp ông chết rồi, nói là cái Trương Bửu Diệp bên kia là giả. Tức là màn nó bây giờ cái bọn này nó là cái bọn mà nó cắn nhau thôi, nó đánh nhau thôi. Chứ thành ra tôi thấy là đời xưa mà thằng Việt Weekly nó nói hay lắm, cái hồi nó còn có tờ báo ấy, Dạ nó bảo rằng thì là nghe thấy tin đồn ở Việt Nam có đảo Chánh, vâng. thì chúng ta các ông cộng đồng ở đây mới sửa soạn về chấp chánh. Dạ. Thì ở trên máy bay thì các ông ấy cãi nhau đánh nhau không Cái biết bài là đó thằng là nào, em viết thế đấy. đánh nhau thì tới phi trường Tân Sơn Nhất Dạ. thì có xe cứu thương đi ra để đón thôi, chứ còn thì Không nghe thì thế này, cái cửa máy bay mở đấy, ở vừa tới phi trường một Nội Bài cửa máy bay mở không thấy ông nào ra, thấy cái bộ chính trị thấy nguy quá mới cho cảnh sát cơ động lên, cảnh sát cơ động đây là giống như là SWAT team của mình ấy, chạy lên không thì thấy cô chiêu đãi viên hàng không đứng ở góc run 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 nhảy dậy, hỏi mấy ông kia đâu hết này, cô bảo rằng á lúc máy bay đi từ bên Los Angeles mà qua tới Đài Loan á thì các ông cười nói vui vẻ lắm. Thế nhưng mà lúc mà từ ở phi trường Đài Loan đi vào Hà Nội đó thì các ông bắt đầu cãi nhau. Ông thì đòi là thủ tướng, ông đòi làm bộ trưởng đó, là các ông đánh nhau thì giờ các ông chết hết này. có bị thương cả rồi, thành ra xe cứu thương nó mới tới. Sức trâu Cái bài đó thì em biết. thành Cái ra bài này nó nói là Nguyễn Phương Hùng đều đấy. cái thảm trạng này nó như vậy. Dạ. Thế còn cái cuối cùng đó thì hôm nay cũng là ở cà phê thì người ta mới nói chuyện rằng thì là có một ông lo về tình báo quốc ngoại đó, một trung tá đi qua đây, có đến cà phê Factory rồi cũng nói gì đó, cũng bàn bạc, nói với người này người kia, cũng thăm dò ý kiến gì đó, thì mấy người đó đều là ca tụng vào trong một cái người mà cứng đầu nhất ở đây mà nổi tiếng mà chống cộng đó thì là phải kể tới Ngô Kỳ. Thì cái ông mà ở Việt Nam đó, cái ông sếp ở Việt Nam đó, ông ấy kéo cái lon của cái ông trung tá tình báo quốc ngoại đó, ông ấy ném đi. Ông ấy bảo rằng thằng Ngô Kỳ, cái chống cộng của thằng Ngô Kỳ đó, nó làm cho mọi người xấu hổ,
làm sao mà đứng đằng sau nó. Thành ra cái công của thằng Ngô Kỳ nó là cái thằng mà nó gây ra cái một cái chống cộng xấu hổ, mâu thuẫn ở đây một cái xấu hổ đó, tức là cái trình độ của Ngô Kỳ. Thế nhưng mà Ngô Kỳ nó nói là nó là homeless đó, nhưng mà tư tưởng nó đâu có homeless đâu. Vâng, đấy, thành ra hôm vừa rồi nói thành ra cái câu này thì cũng nên tặng Ngô Kỳ, và do đó bây giờ mới Ngô Kỳ sẽ lên tất cả Chris Phan mới viết là bây giờ nó đi đó, rồi Trần Hoàng chồng cái gì Hùng Phong ấy. Trần Hoàng Phong. Thế thì tôi với kinh nghiệm của tôi thì tôi cho rằng những người hậu duệ đó, ví dụ như là phố Buôn Sa TV, ví dụ như KBC Hải Ngoại, thì nó nhìn tôi, nó cũng nhìn được mấy ông già lẩm cẩm, nó mang chúng tôi ra nó nghịch mà thôi. Ngô Kỳ nó hay tôi đấy, bây giờ nó quay nó chửi rất chửi hết đấy. Mang toàn thể cộng đồng ra nó chửi đó. Cái thì anh có khoe là anh lấy những cái hình ảnh cũ đi được tổng thống George W. Bush, tổng thống Reagan này, cái gì bắt tay này kia đại diện Đảng Cộng Hòa, nhưng mà anh không đưa cái hình mà ông với lại Trương Quang Sĩ, Ngô Kỳ Trương Quang Sĩ đánh nhau, bác biết không? Đánh nhau ngay trong cái đại hội của khối người Á Châu của Đảng Cộng Hòa ở đây ngoài Bôn Tra này. Thì cái Trương Quang Sĩ là chồng bà Mộng Lan, ông Trương Quang Sĩ là chủ tịch của Liên minh Chống Cộng Thế Giới, thì cũng là một cái tổ chức mà tự xưng đó. Thế Ngô Kỳ thì là đại diện người Đảng Cộng Hòa. Tại vì lúc đó thì Ngô Kỳ nó bắt mạch được cái mặc áo dài khăn đống, cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thì lúc đó Mỹ, người Mỹ thì lúc đó đang đón người tị nạn quá, kiếm thêm ít phiếu. Thì thành ra lúc đó thì người Việt Nam mình chưa được đi bầu đấy, nhưng mà họ cũng muốn là làm cái hậu thuẫn là an ủi các bạn bị mất nước qua đây, chúng tôi kêu mang các bạn. Cũng những con lính Mỹ nó còn bỏ bê nữa, không chỉ tới mình. Mãi bao nhiêu năm nó mới xây cái bức tường đá đen ấy, chứ hồi xưa nó lính Mỹ về đây mà nó chưa bao giờ lính Mỹ mà đi đánh nhau ở nước ngoài đi về là bị nhục như là chiến tranh Việt Nam ấy. Vâng, thì có lẽ là mình nói chuyện có hai người, mình nói tới hơn 2 tiếng rưỡi rồi bác. Vâng, đấy là cái bức tường mà đá đen mới lại mình mới nhìn thấy là cái mà cái nhìn xa, cái quyết định xa của Lê Duẩn đã rất lớn trong cái vụ Tết Mậu Xuân. Dạ, đấy, đã đánh khuỵ cái ý chí lúc tới cái lúc bây giờ là nước Mỹ đã bắt đầu phân vân, và nước Mỹ cái giờ phút đó nó cho nên mới vi phạm kể cả cái đình chiến cái ngày đó. Mà tôi thấy rằng thì là cái hành động mà cái Tết Mậu Thân nó tuyệt đẹp, cho nên cái nhà cầm quyền Việt Nam kỷ niệm 50 năm Tết Mậu Thân là đúng. Vâng, thì đó thì lúc mà các sinh viên Mỹ nó biểu tình, nó đặt vấn đề ra rất là đúng, nó hỏi rằng á, cái nhu cầu của quân đội Mỹ có mặt tại Việt Nam là cái gì? Tại sao mình phải mang quân đi tới một cái xứ mà cách nửa vòng trái đất, nó có nguy hại đến an ninh của nước Mỹ đâu mà phải mang quân đi qua bên này như vậy. Thế thì phải nhắc tới cái thơ của cái tuyên ngôn của cụ Hồ Chí Minh, của người tổng thống Mỹ lúc bây giờ đó, Johnson hay là Nixon gì đó, nói chuyện rằng cái Harry Truman, thì ông cụ Hồ thì cứ nói chuyện rằng thì là chúng tôi là cách quý quốc là nửa vòng trái đất, mà chúng tôi chỉ mưu cầu cái nền độc lập đúng của đất nước chúng tôi, thế thì tại sao quý vị lại mang quân tới? Còn thì lúc bấy giờ dần dần dư luận Mỹ mới lấy làm ngạc nhiên rằng thì là mấy chục ngàn người Mỹ chết ở Việt Nam, và nếu mà luân phiên đó thì là đã có 3 triệu người Mỹ luân phiên tới ở Việt Nam. Mà một cái cuộc chiến, một cái nước dân chủ như nước Mỹ mà mang quân như vậy mà cuộc chiến không tuyên chiến thì tôi hỏi rằng
tôi hỏi rằng cái Quốc hội Mỹ nó làm cái gì? Đúng không ạ? Nó mang chết bao nhiêu thanh niên Mỹ, chết bao nhiêu thường dân ở Việt Nam. À, ngân sách như vậy mà nó mà một cuộc chiến không tuyên chiến mà nó mang nó giết người như vậy. Thì mình mới thấy rằng cái nền dân chủ nó hỡi ơi lắm. Vâng, thưa bác, cái bổ túc lời của bác là kết quả là tới năm 1954, 80% chiến phí của Pháp ở Đông Dương là do Hoa Kỳ chi trả. Tới năm 1953, viện trợ Mỹ cả kinh tế và quân sự đã lên tới 2,7 tỷ, trong đó viện trợ quân sự là 1,7 tỷ đô la. Năm 1954, Mỹ viện trợ thêm 1,3 tỷ đô la nữa. Tổng cộng Mỹ đã cung cấp cho Pháp trên 40 vạn tấn vũ khí, gồm 360 máy bay, 347 tàu thuyền các loại, 1.400 xe tăng và xe bọc thép, 16.000 xe vận tải và 17.500 vạn súng cá nhân. Và thời gian này đó, ở tất cả các cấp bộ trong quân đội viễn chinh, Pháp đều có cố vấn Mỹ. Người Mỹ có thể đến bất cứ nơi nào để kiểm tra tình hình mà không cần sự chấp thuận của Tổng Chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp. Sự phụ thuộc này quá nhiều của Pháp vào Mỹ khiến cho tướng Henry Navarre than phiền trong hồi ký là địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ đánh thuê đơn thuần cho Mỹ. Vâng, cái tướng Navarre là cái cuối cùng sau khi The Last thì nước Mỹ cử một cái tướng mà coi như là xuất sắc, bởi vì ông ấy là gốc Trung ương Tình báo, gốc De Jambero. Thành ra đó, ông ấy nắm tình hình rất kỹ. Nhưng mà nó cũng lại là ở một cái chỗ rất là muộn màng. Rồi, đúng rồi. Vừa rồi anh mới nói rằng thì là bao nhiêu vũ khí người cung cấp cho Pháp của các cái chiến Mỹ đó. Thì cái câu chuyện là nước Pháp và nước Mỹ là hai cái nước mà nó gắn liền với nhau. Không, nó gắn liền với nhau khi mà người Mỹ đó đổ bộ ở Normandy để mà cứu nước Pháp đó. Rồi thì là bao nhiêu người chết, hồi đó chết cả triệu người. Dạ đúng rồi, nhiều. Thế thì, vậy thì, nhưng mà khi mà nước Pháp bị sa lầy ở Điện Biên Phủ đó, thì vì cái khí hậu, thời tiết ở Việt Nam mới gì đó, mà các cái máy bay mà từ đâu đến đâu mà chạy lên Điện Biên Phủ đó thì khó mà... Rơi vào tay của Việt Minh hết. Khó mà cứu được. Do đó mà mới yêu cầu là người Mỹ cho cái máy bay B-26, tức là cái vòng hoạt động đó, cái máy ông Đắc Sông đó, cái tầm hoạt động có thể bay xa từ Côn Minh, từ Guam hay là gì, mình không nhớ, không biết, tới đó để mà cứu Điện Biên Phủ. Nhưng mà The Last yêu cầu cái đó, tức là trước khi Nava tới, The Last yêu cầu cái đó mà... nước Pháp, nước Mỹ, lúc bây giờ Tổng thống Mỹ đó thì đồng ý, Tổng tư lệnh Mỹ thì đồng ý, nhưng mà lại đi qua Quốc hội, thì Quốc hội bác. Thành ra đó là cái lúc mà nước Pháp ở cái thế hấp hối, nước Pháp hận lắm, và nước Mỹ là nước Mỹ nó mới có cái điều đó. Thành ra do đó mà sau này nước Mỹ nó mới đền bù lại, cung cấp các chiến phí, cung cấp cái này cái kia đó. Bởi vì rằng thì là người Mỹ là bao giờ nó cũng cái tiền của họ là trên hết. Tao đưa tiền cho mày, tao đưa vũ khí cho mày thì tao có quyền kiểm soát. Đúng. Tao là ông nội của mày. Trong lúc ấy thì cái ông tướng Navarre đó, mà cái ông tướng cuối cùng của Pháp ấy, thì ông mới thấy tủi thân cái thân phận của mình khi mà đã nhận viện trợ của Mỹ, nhận các cái vũ khí của Mỹ rồi, thì mình biến của một cái cuộc chiến thì mình đã biến thành ra một thứ tay sai. Đúng. Thì cũng như Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Thành ra bởi vì người ta gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy cũng không có sai. Mà tại vì mình cái ngụy tức là cái gì nó không đúng, không thật. Mà cái ngày hôm nay thì bây giờ còn đi mượn đồ nhảy dù Pháp mặc cái tay vì nhảy dù Mỹ. Thì Pháp này cũng bị thua rồi đấy. Thì mặc đồ Pháp này nó cũng nhục thôi. Vâng, chúng tôi đã nói chuyện
cái gần 3 tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay gặp chỉ có hai người, thì một cái tin nữa.